biến. Về ngoài. Nghe lên. Cút. Về ngoài nghe lên. Em ở đây mấy hôm nữa em không về. Ở yên gì cả, về lấy chồng đi. Về ngoài. Em ở đây. Đi về, không ở yên gì cả, nhanh lên. Em ở đây suốt rồi, xong bây giờ còn 2 ngày nữa là cưới mà anh đuổi em về. Không về à? Hả? Không về thì làm sao lấy cô dâu đâu mà anh rước dâu? Thì bây giờ em trang điểm các thứ ở đây xong là hôm cưới xong bạc các cụ ở dưới nhà lên là gửi. Không được như vậy. Thì mọi người ơi, các cô chú ơi, thì mọi người cứ hỏi làm sao mà đợt này nhà cháu không ra video em. Bởi vì đây. 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 Mọi người vào đây. Đây nha. Đây là tại vì đợt vừa rồi nhà cháu không ra video được. Đây là chuẩn bị cho đám cưới cho cháu ngoài đấy, mọi người đều gọi là đều hóng. Chúc phúc cho mình đấy và hóng và muốn đám cưới cho mình diễn ra đấy. Thì theo cái nguyện vọng của mọi người đây thì đây. Đây, ở trong này là rạp đã dựng xong hết rồi đấy. Đợt vừa rồi rất là bận nhiều công việc nên là không thể nào có thời gian mà quay phim cho mọi người được đấy. Thì mọi người xem này, rạp đây này, bác từ trong nhà ra đến ngoài đường đây này. Luôn đến ngoài đường đây dài này. Như này luôn đấy. Bố mẹ anh em bạn bè cứ là chuẩn bị là về đây hết rồi anh em, mọi người xem đấy, dự tính là chỗ này khoảng từ 125 đến 250 mâm hai hàng đấy. Thì đợt rồi là nó nhiều việc quá là cháu làm mải đi chụp ảnh cưới này đấy, xong là giường tủ các thứ này mà. Ôi mọi người cứ thử cưới mà xem, nhiều việc lắm, toàn những cái việc không tên ý đấy, nên là mọi người thông cảm cho cháu đấy. Và mọi người cứ đón xem video nhá, đấy là kiểu gì là cũng có video để cho mọi người xem ngày cưới của bọn cháu nhá. Rồi mọi người xem đi nào. Đi vào trong này. Đây không ở đây. Còn đây nha mọi người nha, đây là Lan, là em gái của mình, em gái đi du học, đi ở bên nước ngoài đấy. Xong là bây giờ là nhân cái dịp mà vợ chồng mình cưới là đã về đấy, em gái ruột nhá, em gái ruột nhà mình có hai anh em nha mọi người, là hai anh em nha. Đây là Lan, Nguyễn Thị Hương Lan đấy, mới ở bên nước ngoài về đấy nha. Đây mọi người xem đi này. Dạp này là người ta đang ấy, đang bắt đấy, chưa dựng lên được, chưa dựng lên hết đấy, đang để vậy để trang trí mọi người nhá. Đi vào vào đây xem để xem là nó đẹp không này. Cúi xuống nha. Mọi người nhìn thấy đẹp không? Tối, tí nữa buổi tối cơ. Buổi tối đẹp. Nhìn trần sao nhất là mới đẹp. Mọi người xem này. Đây nha, đằng này nhá còn đổ. Đằng này còn đổ đất đây nè mọi người, đằng này còn đổ đất để cho ấy này. Bởi vì sân nhà mình bé nên phải đây chỗ này đẹp nữa này. Đúng không? Mọi người thấy đẹp chưa? Sân khấu ở đằng này. Luật sân khấu sẽ ở đằng này nha. Đấy. Cho mọi người nhảy tưng bừng, tưng bừng. Tưng bừng luôn đấy. Trân trọng kính mời các cô chú anh chị em nào mà ở xa ấy đến ngày mùng 10 đấy với 11 đấy về đây chung vui với em nha mọi người nhá. Online được ạ. Chung vui về đây chung vui, nếu mà ai về được về đây chung vui với em. Mà ai ở xa quá không về cứ xuống nhá, em cứ xuống nhá nào. Không về đây được thì đấy thì là... em sẽ nhận những cái lời chúc online mọi người nhá. Đấy mọi người, những cái lời chúc của mọi người là động lực để vợ chồng em ra video mọi người nhá. Đây còn ở ngoài này. Đây này mọi người, đợt trước mọi người thấy đợt này, đợt trước ở đây nó trũng đúng không? Đúng nó rồi. Thấp hơn đấy, đấy mới đổ đất xong. Đổ là chỗ này là nấu nướng này. Nấu nướng ở ngoài này. Bê mâm các thứ ở đằng này, bát biếc là rửa hết ở đằng này. Còn ở đằng kia là chỉ việc là sân khấu này, đãi khách này. Và đằng này là chỉ mấy hôm nữa là bát một cái... Kìa, bà Năm, kìa bà Năm ra đây. Nghe lên, cảm giác mẹ chồng sắp có con dâu thế nào. Bà Năm chào mọi người nhá. Bà Năm đây là vẫn cười. Là có con nhà dâu vui vẻ lắm. Được con dâu này, con gái về nó bà Năm bây giờ vui vẻ lắm. Chào quý vị khán giả nhá. Lâu rồi bà Năm không lên sóng. Bao lâu rồi bà Năm không được lên sóng, con trai chẳng cho lên sóng, cứ mãi là chuẩn bị cưới đi xin, chẳng cho mẹ lên sóng gì cả. Đấy, thì cưới nó bao nhiêu việc? Bây giờ con dâu của mẹ đây. Bây giờ con dâu sẽ về nhà. Con dâu sẽ về nhà. Anh gọi vừa nãy đuổi con mẹ. Cút đi, cút về ngoài đi. Ý là đuổi đến ngày cưới rồi cứ ở trên này không về. Đuổi là về cái này là có mẹ. Hay là ở trên này đấy, xong là đợi đến ngày rước dâu ấy là bảo các cụ ở dưới nhà lên cố dâu trên này rồi không phải rước nữa. Mày cứ liên tiên ở nhà rồi mới đây mãi rồi ngày cưới rồi vỉ chứ không về đi, không về để dưới nhà em lo việc nhà em đi. Cố dâu ở trên này suốt rồi, cho về đúng hai hôm là hôm bắt đầu
chẳng có gì bằng giờ cưới hai đứa hớn hở thích quá, cả nhà ai cũng vui. Đấy, dạp rất là dài, bác từ đấy, trong sân nhà, ra ngoài đấy. Đấy nhà mình ở đây. Bây giờ cái khu này là ngày nhà mình trước nhà mình đây này này, ngày trước nhà mình đây bằng vườn này. Đúng rồi. Bây giờ mình đổ đất này chuẩn bị để cho khâu nấu nướng đây này. Đấy. Bê mâm các thứ các cụ là đi bê là đằng này ra là cứ vậy là ra. Đây, quay cho khán giả xem này hết đằng sau kìa đấy. Dọn hết rồi. Chuẩn bị nước nước này. Rửa bát chỗ nào? Rửa bát đây. Bát đầy mẹ. Đây, đây là nước để xả rửa bát ra đằng chỗ chuồng lợn kia cơ. Đấy. Mọi người nhìn thấy cái bưởi nhà mình mua đâu? Cái bưởi cái bưởi cảnh đây, ta chuyển đang đấy, bưởi chơi Tết. Cái này mọi năm là nhà mình để trên 5 năm vừa rồi là nhà mình để trên hè. Để trên hè. Trên hè. Năm nay mấy nữa Tết thì cũng để lên hè. Đây là bưởi quý của bố. Đấy. Cái này cái bưởi này cái nhá. Ấy mọi người ơi. Cái bưởi này bố hết tiền đấy. Bố mình ghi cái biển là bưởi cảnh không được bất xin cảm ơn. Nhỏ. Thực sự là mọi người ạ, bưởi này thì ăn nó cũng ngon. Đấy nhưng cơ mà là nó bưởi cảnh đấy, mọi người mà muốn ăn thì sẽ lấy bưởi khác nhá. Không, bưởi này không ăn được mọi người nha, bưởi này là bưởi cảnh. Mọi người bây giờ bảo bây giờ cây bưởi như này mà rớt hết đi thì nó còn gì nữa là cây bưởi đúng không? Đang như vậy nhìn nó đẹp đúng không anh? Nhìn như này nó đẹp. Nên là phải nhắc cho mọi người biết, không là mọi người lại ra đây mọi người bất. Nhưng mà cây bưởi này kể ra chỗ này mà có 1 2 quả này mình nhỉ. Chỗ này đẹp này, chỗ này một quả, chỗ này quả nữa thì tôi đi 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 ra ngoài 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 kia. Đấy. Mọi người xem chiều nay là cỗ mai với là linh đình, chiều nay cũng mấy mâm cỗ. Chiều nay là mời anh em bạn bè đến để nó gọi là gì nhỉ? Nhiều chưa? Đây, bàn ghế đây mọi người nhá, bàn ghế đây. Cỗ cưới ở quê nó chỉ có vài bàn ghế các thứ sộng phông tạp như này chứ không có như kiểu ở trên thành phố lên nhà hàng, nhà hiếc các thứ mọi người nhá. Đấy chỉ có bác Giáp ở nhà rất là vui luôn, vui mình đảm bảo là bố bên kia, bố đây. Bố đây à? Hello mọi người bố. Đảm bảo là đám cưới ở quê, mọi người thử về đám cưới ở quê xem sẽ vui hơn ở thành phố rất nhiều nhá. Bố mình bận lắm mọi người ạ. Bố mình bận. Đây 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 đây. Chạy hết việc. Đang pha rượu. Đang pha rượu mọi người nhá. Đấy. Đảm bảo là hôm nay thì tình tàng vậy thôi, mai mặc à hôm nay chiếc mà để hơi bị ấy đây. Đảm bảo là sẽ có rất nhiều anh em bạn bè say bởi vì những can rượu này mọi người nhá. Đây là rượu chuối. Bố mình bận lắm mọi người ạ. Bố mình là chạy hết việc này đến việc kia này. Không có thời gian gì đấy. Tí nữa lúc nào mà cái dạp này nó nâng lên nâng lên nhìn đẹp hơn. Nâng lên nhìn đẹp thì mình sẽ quay tiếp. Đấy, buổi tối, còn bây giờ, buổi tối này buổi nhá. Tối buổi tối mình sẽ quay buổi cho mọi người xem. Buổi tối anh sẽ quay cho mọi người xem. Tại vì buổi tối nó đẹp hơn. Buổi tối là đèn điếc các thứ tối là. Đây này, bây giờ đang lên đèn đây này, có đèn rồi nhưng mà sáng chưa nhìn rõ thôi. Chiều nay ăn uống được gì ấy cơ. Chiều nay sẽ bắc lên rồi. Chiều nay sẽ dựng lên. Đấy nhá. Thấy dạp đẹp đẹp không mọi người? Đấy đảm bảo những ai ở trên thành phố ấy không bao giờ được cảm giác đám cưới quê, nhà nào đám cưới quê vui lắm. Anh em bạn bè đến hết luôn. Này mẹ bảo nhá, đám cưới trên thành phố thì ở khách sạn vậy thôi, ừ, làm gì cái như mình đi ăn là xong. Nhà người ta chỉ ăn xong cưới nhà mình nhá là đi ăn hỏi này, đấy xong là ăn uống xong là tối còn nhảy còn ca hát múa lượn nữa cơ. Vui lắm mọi người. Mình gây 2 ngày cật. Đấy kiểu gì là cũng quay lên cho người xem đấy. Thôi, đây bây giờ mình đi lo việc, chào mọi người nha. Chào mọi người. Chào mọi người ngoại nha. Chào mọi người ngoại về ngoại nha. Về ngoại.